Trời. Bé bé đây. Ai da. Bé bé một tí nhé. Khóc cái gì? Hết đấy rồi. Mẹ cho mẹ ạ. Ôi giời. Ôi giời. Ừa. Em chắc được 7-8 cân rồi. Xoay, 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 xoay. Ôi giời. Anh nhìn. Ra mặt đâu? Cứng lên được. Hi hi hi. Đó. Được chưa? Này cho nó kéo xuống dưới à? Ừ. Dưới được. Em nén đây này. Hãy thấp thôi sao? Thơ, này. Em cao, cao. Cao thì sữa đi đây. Từ từ, từ từ, từ nhé. Đấy, như này. Đây là cái kia. Cái nào? Chai cái chân. Đây.
Gai ổn thì gai ổn. Đi làm gì đã khóc rồi.
này cho nó đuổi à? Bùa nhọ bùa họ đúng rồi hả? Nhưng phân này bùa tội có thể miên phải ở nó để cái này khó bùa đuổi lại. Dưới luôn. Mày ngọt thì bùi như ngọt thì bùi. Thằng bút bùi tải đó ngọt, ăn không?
cái đấy giữa. Ôi giời, mệt quá không? Mẹ để em ra đi. Làm xuống nghỉ ngơi nhỉ. Chờ nghỉ em về nhé. Ngơi tí đã. Và xin nghỉ ngơi. Ê, em về nhìn nhau ạ. Hả? Em nhìn thấy chị chưa? Em về nhìn chị ạ. Ai dồ. Nhìn chị đó, chị xinh xinh. Cứ lườm lườm nhỉ. Em muốn xinh mà nhỉ. Nha. Ơi, em đẹp trai mà xinh đâu nhỉ. Hay. À ừ. Ayo. 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 À. Đây đi. Ayo. Nhấc chân giống chị lắm. Đấy, thi nhau. Ayo. Ayo. Sẽ anh nhấc cao hơn ạ. Đây là ở mộc. Ayo. Mất gì là đó. Đấy, thi. Ayo. Chị trả lời em đi. Ôi. Chị trầm tính thế nhỉ? Ăn nhiều. Yeah, mà chết đó mày. Ây giờ. Cười à. Cười cười nào.
ăn gì. Ôi Trang nói hết rồi. Em Trang nói hết rồi nhỉ. Em là bé đấy. Con gái dịu dàng mà nhỉ. Em ơi. Thế mẹ đâu? Có chị mẹ đâu? Ôi giỏ to đấy nhỉ, bên ngoài giỏ to thật. Ây ô. Ây ô. Tổ cơm đi, mẹ cho các con ăn nào. Tổ cơm ăn hay gì? Ây, giờ sẽ ở tuyết à. Được rồi, thì mẹ đang học cơm nhé. Đang giao hạng nhé. Ti. Bỏ ra. Cái này nó không còn được đâu. Chị kéo áo em đi. Ơ, chị này. Được áo em nhá, chị em khóc nhá. Khóc tô tô nhá, đợi mình vào nhá. Bên ngoài lạnh lắm. Hôm nay gió to. Ây da bé này. Ây da xin đẻ.
bác sĩ loại nhớ gì đâu. Mới mới cơm rồi. Dạ, đang đang. Em hả hơn sữa. Chị vô mà. Rau được mà sụn như tổng. Cốt cốt thì nên quyền như cái cố đấy. Cái này cố tăng quá. Ăn cháo thì bẹo. À, phải hả? Chưa có hâm, à phải hả? Nhớ lo kẹo. Ừ. Nhớ cái con trẻ đẹp. Đã ăn được bông hạ cuối cho má. Ừ. Chắc là sao muộn nhỉ? Cái bơ nhà tiết kiệm được. Nhưng mà nhà mà bị quá. Cái sao ạ? Cái sao ạ? Nhưng mà phải khui chạy ra. Chị khói nhỏ. Ba bằng cái gì ạ? Hai bà bầu cử địa chính phủ ạ. Nè. Nè. Bầu cử địa chính phủ ạ. Nó nhận gì không? À. Nó không nghe không? Dạ. Hoặc cái lồn nghe. Chỉ cái lồn nó lồn thôi. Hoặc sao lồn mà không?